Dạ Ngọc Ngân ơi, xin kính chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Ngọc Ngân Bến Tre. Thì hôm nay Ngọc Ngân xin giới thiệu với quý cô chú anh chị một cái dòng tắc rất là đặc biệt. Thường thì nghe tắc thấy mình cảm thấy nó rất là chua phải không quý cô chú anh chị, nhưng mà cái dòng tắc này đặc biệt ở chỗ là nó rất là ngọt, nó có nhiều tên khác nhau. Nó là tắc ngọt Đài Loan hay gọi là kim quốc Đài Loan, đào Đài Loan thì cũng là cái bạn này nha quý cô chú anh chị. Hiện tại thì cây đang rất là mạnh khỏe, cái bo ghép lên nó thì nó cao được khoảng là 50 cho đến 60 xăng luôn. Cây đó là ruột nó đang rất là mạnh nha quý cô chú anh chị. Thì về mình trồng tầm khoảng 6 đến 8 tháng thì mình có thể để trái được rồi. Cái dòng này thì rất là dễ trồng, rất là dễ chăm sóc luôn, và trái quanh năm luôn á quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị có yêu thích một cái dòng tắc ngọt dễ trồng dễ chăm sóc thì hãy liên hệ ngay với Ngọc Ngân, và đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngọc Ngân cả nhà nhé.